Thu, mày là cây ATM của tao. Mày là cây ATM của tao. Thu, tao ngu gì mà bỏ mày. Má chín nút. Lấm 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 ha, lấm 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 lấm. Thu, à đúng là thời tới rồi, không ai cản nổi thằng quà này đâu. Làm phiền á, xin lỗi anh em nha, nhưng mà bây giờ á có công chuyện phải đi rồi. Cái giữa có cái tăng gì nữa không? Nghĩ được rồi ha. Đi. À mày, ê, mày vô thế tao đi. Ê, vô thế tao đi. À. À. Chia bài đi mày. Tao đi, có công chuyện rồi. Có gì tao gọi điện thoại cho mày, ok? Rồi, mày nhớ luôn. Chúc may mắn nha. Vô luôn. Nói gì thì nói, công an đang theo sát tao dữ lắm. Rồi. Bây giờ tao có phi vụ bên Lào, nên lánh sang đó một thời gian. Hai đứa bay ở lại đây, cẩn thận trước sau nghe chưa? Tao biết rồi. Coi vô trong đó với tụi nó đi. Coi vô trọng với tụi nó đi. Lúc quay cảnh này đẹp lắm luôn á. Nắng chiều á. Đúng rồi. Chỉnh chỉnh này chút xíu. À, hai thằng bay. Đúng là cái lũ ăn hại mà. Thu, trước sau gì tao cũng tóm được nó thôi. Thứ ngu đi. Thứ ngu.